Quý vị biết rằng cái xã hội hiện tại, quý vị coi cái môn giáo dục gì mạnh nhất? Phim ảnh. Mà quý vị coi cái môn giáo dục phim ảnh là giáo dục cái gì? Giáo dục cái gì? Tà dâm, đúng không? Bạo lực tà dâm là phim ảnh. Mà phim ảnh là sức ảnh hưởng cao nhất trong thời cuộc này. Từ ca nhạc, từ cải lương, từ phim ảnh, tất cả chương trình văn nghệ này kia bây giờ phần nhiều đều kèm vào cái gì? Bạo lực và tà dâm. Như vậy thì trẻ em được sự ảnh hưởng gì? Bạo lực tà dâm. Nên xã hội này vì sao nhiều kiếp nạn? Xã hội này tại sao lại ly hôn nhiều? Vì con người đã được giáo dục mạnh nhất ngay chỗ nào? Bạo lực tà dâm. Phải không? Nên từ nơi đó thì bây giờ con em mà đã học như vậy mà. Nó còn nhỏ, nó cầm một chiếc điện thoại thôi. Quý vị biết trong chiếc điện thoại đó mấy người vượt qua không? Những đức xin thưa quý vị, đừng nói là một con người bình thường, một con người xuất gia, nếu tâm quyết tu hành không vững chắc, nói tóm lại là không xài là tốt nhất. Bảo đảm với quý vị, một người xuất gia cầm điện thoại vẫn là ghiền điện thoại. Những đức nói đây là nói anh em trong chùa, tôi không muốn nói tới cái chuyện người khác. Nếu người nào nghe thì tự nhận thức. Xin thưa quý vị, một người xuất gia mà ngồi đâu cũng cầm điện thoại iPhone mà bấm, thì cái việc của người xuất gia này chúng ta thấy hơi không ổn định rồi đó. Xin thưa quý vị, không ổn định rồi đó. Một người xuất gia mà đứng giữa đường giữa xá mà cầm điện thoại để chờ xe buýt thì bị nhìn người xuất gia này không khác gì người thế gian. Có thể một đứa trẻ tuổi teen nó cầm điện thoại nó bấm gì nó không hiểu, nó ham cái này cái kia trong đó, nó bấm nó tìm nó coi, hiểu không? Còn một người xuất gia mà cầm điện thoại đi đâu cũng bấm 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 là người xuất gia này chúng ta thấy không đặc biệt. Có thể dùng chiếc điện thoại để làm một phương tiện để kết giao, nhưng người xuất gia chỉ được xài điện thoại trắng đen. Đó là việc còn có thể chấp nhận cho quý vị. Còn cái việc mà để cầm điện thoại iPhone, cầm điện thoại lên mạng được, đừng nên. Đây là những đức nói tất cả người trong chùa mình, còn người bên ngoài không nói tên. Nhớ, quý vị coi tất cả người xuất gia trong chùa mình, xin thưa quý vị, nếu như không có hòa thượng mình ở đây, những đức sẽ dẹp sạch điện thoại, dẹp sạch luôn. Không có một chiếc điện thoại nào quý thầy được xài luôn. Nhưng vì sao mà ở đây có một số thầy phải cầm điện thoại? Vì sao quý vị biết không? Hòa thượng kêu quý thầy cầm điện thoại để có gì hòa thượng gọi. Nên những đức phải chịu thôi. Từ nơi đó, nếu như cho những đức quyết định hoàn toàn là quý thầy trong chùa mình sẽ không bao giờ được cầm điện thoại, tất cả đều phải ngưng điện thoại hết. Như vậy thì cái tu quý thầy mình có đường chút, dẫn nói câu một chút, chứ không được nhiều. Xin thưa quý vị, trong cái thời cuộc này tu hành cực kỳ khó, càng ngày càng khó, một đời tệ hơn một đời. Bây giờ quý vị còn gặp được một cái đạo tràng như vậy, phước duyên của đạo tràng này quý vị hưởng được lâu hay mau là tùy vào quý vị tu ở nhà. Nếu như quý vị chân quý cái đạo tràng này, quý vị cố gắng ở nhà dụng công tu hai thời siêng năng niệm Phật thì cái đạo tràng này tồn tại lâu. Nếu như mà không lo tu mà chỉ đi cầu vui thôi thì chỉ một thời gian ngắn. Một người hướng dẫn quý vị nhiệt tình họ không còn nữa thì ai là người cầm đầu? Đã không ai cầm đầu thì tự rã. Quý vị nhớ, chia ba sẽ bảy hết thì rã chứ làm sao. Còn người đó họ quyết định hết sự việc, cái gì họ cũng giải quyết thì còn tồn tại. Quý vị cứ nghĩ, bốn điểm chùa, trên là hòa thượng xây chùa, kế là những đức giải quyết hết nhân sự luôn, tất cả các việc luôn, giải quyết hết. Trước đó một ngày những đức họp chúng ba đạo tràng bên kia, ngồi ăn bánh uống nước với họ, có một buổi giảng đưa lên mạng đó, vị coi á, là ba đạo tràng khi những đức lễ bên đây, bên kia phải đúng giờ giấc gì mà lễ, thờ khóa đúng như vậy mà tu.
Giờ đó là giờ lễ. Hai thầy này lại ở đây, một thầy này lại ở đây, một thầy hai thầy kia lại bên kia. Đúng giờ như vậy nói cho công chúng rõ ràng, giờ giấc là như vậy như vậy. Rồi cứ như vậy mà tu. Cầu ăn đồ uống bố trí nấu cháo cái gì những đức sắp đặt ban bệ xong hết hoàn toàn. Xong những đức mới trở về đây, những đức lo riêng biệt ở bên đây. Mình tu bên đây, bên kia vẫn bình thường hoạt động, không có một thầy nào làm khác được hết. Vì sao? Vì những đức hợp là hợp công chúng. Cả công chúng đều là nghe những đức đặt trách người đó như vậy. Ai mà dám phạm? Mà tốt đặc biệt là quý thầy mình cũng hiền, biết nghe lời. Đặc biệt đó quý vị, khó tìm ra rồi đó. Không phải là tuyệt vời gì quá, mình không nên khen người của mình đặc biệt quá, nhưng mà họ cũng được lắm. Quý vị đi đến đây, quý vị thấy quý thầy trong chùa mình, quý vị thấy cũng dễ thương đúng không? Họ cũng thiệt thà. Bởi vì đi về đây quý vị thấy các thầy trong chùa mình có ai xin tiền quý vị không? Thì cho tiền họ cũng không lấy, chứ đừng nói mà xin tiền. Nếu người nào xuất gia trong chùa mình mà quý vị đưa tiền họ mà cho họ mà họ lấy tiền quý vị nghe, người này là người không phải người bên cạnh những đức, dẹp đi. Tại vì sao? Vì người bên cạnh những đức rất đầy đủ, họ không cần phải xin tiền ai hết. Đây là những đức nói người trong chùa mình nghe, tôi không nói ai người bên ngoài hết. Tại vì cái nơi ở người ta biết người ta có được người trong chùa lo được như vậy hay không. Nếu như những đức đi đến ngôi chùa mà không được người ta cho ăn đàng hoàng thì những đức cũng phải đi kiếm ăn chứ, không ăn là chết sao? Bây giờ ở trong một ngôi chùa người ta không lo đàng hoàng, mỗi một người mạnh thì kiếm được nhiều, cái năng lực của phàm phu phải phát huy, nói chuyện phải khéo. Tôi hỏi anh, tại sao anh nói chuyện mà nhiều người cúng dường như vậy? Thằng kia nói, tao phải nói gì. Thằng kia nói, vậy tôi cũng có học theo anh. Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ một con người chân thật đi tu giết trở thành kẻ léo lách là vì sao? Vì đem kinh giáo của Phật để làm léo lách thì cao thủ léo lách. Thì phải nhớ rằng kinh giáo của Phật mà học đúng thì thành trí tuệ, mà trí tuệ là nhìn thấu buông xuống. Còn nếu như kinh giáo của Phật mà quay ngược lại để kiếm tiền thì trở thành cao thủ léo lách và cao thủ gạt người. Con đường là như thế nào? Học Phật nó có một cái sự quay ngược lại, không đơn giản đâu. Cái này là như đứa nói 100% với vị nghe luôn. Nếu như một vị nào tu nhiều chục năm mà nghe câu này, người đó vẫn gật đầu nói một câu, mày nói đúng. Tao vẫn biết vậy mà tao không nói. Phải nhớ. Tại sao mày nói? Vì mày không có cái gì mày phải nói thôi. Không có gì mày mới nói. Còn tao là sao tao không nói? Vì tao cũng phải tùy thuận mà dính vô luôn rồi, nên không nói được. Những đức vẫn nói rằng tôi có cái sai, nhưng đối về tiền tôi nhất định chỗ này tôi rất sạch. Đối về danh tôi chắc chắn là tôi không màng tới luôn đó. Nhưng tôi có một cái có thể dính trong cuộc đời này, sắc. Tôi rất là nặng tình với phái nữ. Cuộc đời con người mấy vị không dính cái gì vì là Phật Bồ Tát rồi đó. Quý vị coi bây giờ người nữ đi theo những đức đông như vậy, nếu những đức là một con người không nặng tình, ai đi theo quý vị? Công nhận không? Bây giờ tôi hỏi tất cả các cô gái, các cô phái nữ ở đây, tôi hỏi các cô, các cô theo một người đàn ông mà họ không có tình cảm với cô theo họ không? Có người gặp hòa thượng chúng ta, họ nói hòa thượng rằng hòa thượng, công nhận hòa thượng khéo ghê sao mà mấy cô trẻ nó vô chùa hòa thượng nó phục vụ tam bảo giỏi như vậy. Hòa thượng nói, ông Đức á. Nên những đức có thể bị dính ngay chỗ nữ sạch. Tôi nói trước cho biết đó. Thà nói trước để chúng ta có đủ năng lực, hiểu không? Có thể kết hợp thành một đội ngũ để mà cùng tu đi về cực lạc. Giống như hôm qua buổi tối chúng ta có nói một câu, hiểu không? Tu là cội phúc, tình là dây quan, hiểu không? Nhưng chưa chắc ai gặp Phật pháp cũng là cội phúc.
Nếu như mà những người xuất gia mà nghe được thì câu này rất quá nhiệt tình nè. Tại vì sao? Nhắc nhở mình gặp Phật Pháp phải là cõi phúc hay không? Trong Phật Pháp nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nếu mình toàn là vì tiền, làm sao là cõi phúc? Cõi phúc là gì? Cõi phúc là đức hạnh của một người tu là cõi phúc. Còn mình đâu có gì cái đức hạnh này, mình vì vật chất là không phải cõi phúc. Tu như vậy thì chắc chắn tam đồ ác đạo có phần chúng ta. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng trước địa ngục tăng đạo nhiều. Ngài Quan Niệm Tổ ngài chú giải, không ngài khuyên dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ, thấy không? Ngài nói một câu rằng thờ thế điên đảo hết rồi. Trong thời Đức Phật còn tại thế thì người thành tựu trên con đường tu là người xuất gia bậc tăng. Người kế đó là người ni, người kế đó là nam cư sĩ, cuối cùng là nữ cư sĩ. Bây giờ lại quay ngược lại, là người thành tựu nhiều nhất là nữ cư sĩ. Người thành tựu thứ hai là nam cư sĩ. Người thành tựu thứ ba là người ni. Người cuối cùng là người tăng. Đây là tôi nói là nguyên văn vừa Hòa Thượng Tịnh Không giảng mà ngài Hoàng Niệm Tổ nói, ngài Hoàng Thượng Tịnh Không giảng lại. Nói nguyên văn luôn đó. Vì sao người phụ nữ trong thời cuộc này họ thành tựu nhiều? Quý vị phải nhớ rằng người phụ nữ họ có một ưu điểm và khuyết điểm chỗ này. Họ có một khuyết điểm là người phụ nữ họ rất dễ tin. Và họ có một ưu điểm là họ là người mộ đạo. Hiểu chưa? Họ rất mộ đạo. Đa phần hộ trì người tu là người nữ rất nhiều. Mà người nữ là họ hộ trì cho tăng nhiều lắm. Thì đúng rồi. Giống như trong gia đình vậy đó. Con gái bên cha, con trai bên mẹ. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó họ rất là dễ nghe. Chỉ cần nói ngọt là họ nghe liền. Họ rất dễ tin, dễ nghe. Nên họ cũng rất dễ bị gạt. Nếu như họ gặp một người đàn ông đặc biệt mà là muốn giúp họ thật sự thì họ có phước quá, không có hại họ. Mà thật sự giúp cho họ có niềm vui, giúp cho họ có tâm tu và giúp cho họ đi đến giải thoát thì họ rất là có phước. Nếu như họ gặp một người nhìn vào khuyết điểm của họ đó mà để gạt họ thì họ vô phước thôi. Đó là do họ có tội, họ phải chịu, hiểu không? Còn nếu như họ gặp một người rất chân thật để nhiệt tình giúp họ thì họ có phước. Dùng đa dạng phương tiện để dẫn dắt họ đi vào đạo thì họ có phước đó. Phải nhớ. Thí dụ như giờ các cô mình ở đây nó rất là vui, nó sống rất là có ý nghĩa. Vì thấy gì đây, vì thấy không? Những đức xong công việc, những đức để đại cho làm, nhiệt tình ở dưới bếp làm với đó, chị em làm chung. Những đức chỉ chỗ nào làm xong là ngồi ăn ở đó là cứ đi vô ngay chỗ đó ngồi ăn. Nó nghĩa là điểm nào rõ ràng, hợp sắp xếp rõ ràng, ban bệ vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào. Quý vị coi nội mấy ngày nay thôi mà cái việc mà trong chùa mình mà quý vị thấy mền gối này nè là không đơn giản. Thí dụ như bây giờ lễ xong rồi có những người mình thấy công việc của mình có thể ổn định, công việc của mình không phiền phức gì, thì quý vị là dạ, mấy cô nữ khỏe khỏe ở lại, cố gắng ở lại để phụ giặt màn mền ở đây một tháng. Ông đây là những đức nói ra là quý vị, là quý vị thấy phù hợp, quý vị thấy cái chuyện của mình được. Chứ tôi không phải kêu mấy người mà gọi là, mà quý vị việc nhà mình phải xem lại, hiểu chưa? Còn mình ví dụ như bây giờ không có chồng, hoặc là gia đình thì tiện bề, hoặc là chồng thì dì hiền, hoặc là chồng mình muốn đi đâu mình đi, nó lo hết ở nhà cho mình, thì mình thấy cái chuyện của mình là được. Mình ở lại mình phụ mấy cô trong chùa này để mình giặt mền khi qua cái lễ này nè. Vì thấy cái đống mền chưa? Kinh khủng chưa? Không đơn giản đâu quý vị à. Hiểu không? Không, những đức có cái tầm nhìn này nó rất là quan trọng. Những đức tin chắc trong số lượng đông người này ít gì cũng kiếm được 20 ở lại nè. Đi chờ xem. À,
Đông người này có 20 người ở lại đó. 20 người này ở lại là đúng là tu phước tu duyên tròn vẹn luôn rồi. Ớp mé luôn, không nói vòng vo gì nữa. Mền gói dọn dẹp đâu vào đó hết phụ trợ. Còn nếu gì hết thì hỷ, đâu có gì đâu. Họ đây vẫn làm việc bình thường, có gì cả. Nên chùa mình sau này mà được nên có một cái máy lạnh, cái loại bự công nghiệp quý vị. Cái máy giặt quên nó lộn, máy lạnh. Máy giặt lớn, loại lớn nhất. Để làm chi? Để mền gói này phải giặt máy đó. Chứ quý vị coi, con người bắt người ta giặt giết, chân tay lỡ hết, tu hành cũng thấy tội nghiệp ghê. Không, những đức, ví dụ như thấy có những cô mình làm trong bếp mà tay chân nó sần sù, những đức nói trời ơi, mua thuốc gì sức vô. Chứ ngoài ra mà tu với nhìn tay chân gì mà thấy gớp. Hiểu không? Nó cỡ nào thì cỡ cũng phải nó thấy thoải mái một chút xíu. Chứ ngoài ra tay chân mà nước ăn rồi sần sù thúi móng tay tùm lum tùm la chứ không có mới được. Hiểu không? Nó nên cực quá thì ấy, chứ mà vừa vừa thôi. Cũng phải biết bảo quản cái thân mình chút để mình còn dùng nó để mà lâu dài chứ. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng là mình quan tâm cho người ta thì người ta quý mình thôi. Quý vị thấy không? Bây giờ họ quý những đức thì họ ở phía sau họ lại họ la ôm sùm hỗ trợ những đức đó. Thấy chưa? Bây giờ nấu ăn cả ngày vậy thấy tội nghiệp không? Quý vị coi nhà mình lâu lâu đám giỗ lần mà nấu cỡ nào không? Vậy mà nấu cái lượng người này mà tất cả vị trí nấu ăn, vị trí dọn dẹp, vị trí bưng bê, vị trí lau dọn. Bởi vì kết hợp là chị em nào cũng cực, mấy cô nào cũng cực, thầy nào cũng cực, chú nào cũng cực, quý Phật tử về đây cũng cực mà ai cũng vui. Ai cũng cực chứ không ai cũng vui. Nhưng Đức nói nghe, trong cái thời điểm mà quý vị đi đến đây lại đây, những Đức nói cho quý vị nghe, đây gọi là quý vị đang sống trong ánh quang minh của Phật Bồ Tát đó. Từ khi những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm tới giờ nghe, xin thưa quý vị, là chưa có lần nào mà thù thắng như lần này. Lần này là lần đặc biệt nhất. Quý vị biết rằng là mấy năm chờ những đức tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, biết bao nhiêu lần mà nói tính không được vì nhiều quá. Những đức tổ chức quá nhiều chương trình. Đừng có nói là lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm không, mà tất cả chương trình lễ viếng Di Đà, lễ viếng nào những đức cũng đã tổ chức qua. Chưa một có cái lần nào mà đặc biệt như 4 ngày lễ viếng Quan Âm này hết luôn. Thì biết đó. Đây là Phật Bồ Tát gia hộ rõ ràng với cái tâm quý vị còn cái gì nữa. Đúng ra là tăng tính tâm không thể nghĩ bàn. Cái chiến này quý vị mà ở trong cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe, những đức nói cho quý vị nghe, quý vị là người đại phước báo ở trong cái pháp hội này đó. Quý vị đã được tắm mình trong quang minh rồi đó. Mỗi buổi lễ là đều được tắm mình trong quang minh, thật sự tắm mình trong quang minh đó. Quý vị coi, 4 ngày nay đúng là một điều kỳ diệu mà không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng không nên nói quá đáng, thật sự là quá kỳ diệu. Những đức ở đây là cái nơi này những đức ở thường xuyên, mà những đức chưa bao giờ thấy cái thời tiết đặc biệt nào mà trong 4 ngày này xuất hiện. Nó mát rất lạ kỳ. Rất là mát. Ở đây dù là tu suốt vậy đó, nhưng mà không có như vậy đâu. Vẫn là bị ảnh hưởng từ khu công nghiệp này đó. Như vậy mà lạ thay trong 4 ngày tổ chức lễ này thì kỳ diệu vô cùng. Mà trước mấy ngày là mưa tầm tã, rồi từ bữa đó tới bữa nay luôn quý vị coi, trời trong xanh. Hiểu không? Nói vậy đây tối nay mưa nữa. Nói câu về thế gian này cũng thòng thòng chút xíu. Thì mình đâu phải là Phật Bồ Tát, mình không có biết cái gì chứ. Mình chỉ thấy rõ ràng trước mắt thì mình nói trước mắt thôi.
hiểu không? Nên cái việc ở thế gian này thì biết mắt thấy mà còn chưa dám tin. Giống như Khổng Lão Phu Tử khi còn tại thế là bậc thánh đó nghe. Khổng Lão Phu Tử là bậc thánh đó. Vậy đó mà cái con mắt ngài nhìn sự việc mà ngài nói ta nhìn thấy mà còn sai. Có một lần mà ngài với đệ tử ngài đi chu du liệt quốc, thì Nhan Hồi là người đệ tử mà được Khổng Lão Phu Tử tín nhiệm và thương yêu. Vì Nhan Hồi đặc biệt quá, người không bị dính vào danh lợi gì cả. Thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm, thì các huynh đệ khác mọi người lo việc khác. Thì bắt đầu là Nhan Hồi đang nấu cơm thì đem cơm ra xớt, thì nóc nhà lá bụi nó rớt xuống ngay cái nồi cơm. Nhan Hồi nói bây giờ sư huynh với thầy ăn ăn cơm mà bây giờ cơm bụi chút xíu này thì mình phải lấy ra. Thì lấy cái muỗng vít cơm ra mà dính bụi, vít ra. Mà nói bây giờ cơm này mà liền bỏ thì uổng quá, thôi mình bể bỏ vô miệng mình ăn phước cho rồi. Thờ đó khó khăn, hiểu không? Thì vị biết rằng là Khổng Lão Phu Tử nhìn thấy Nhan Hồi múc cơm ăn. Khổng Lão Phu Tử khi vô bạn cơm ăn ngày không ăn, ngồi không chấp nhận được người đệ tử này. Một người mà ngài rất là thương yêu và thấy có đức hạnh mà tại sao làm cái việc mất đức hạnh như vậy. Thầy chưa ăn, huynh chưa ăn mà mình để tự múc cơm ăn mà trốn ăn. Không chấp nhận người đệ tử chứ không buồn trách gì, nhưng mà buồn cho cái đức hạnh đệ tử bị khuyết. Hiểu chưa? Nên ngài không ăn thì đệ tử mới thỉnh hỏi. Thì lúc đó Khổng Lão Phu Tử nói rằng là Nhan Hồi ơi Nhan Hồi, đức hạnh của ngươi khuyết quá. Vì sao ngươi làm như vậy? Ăn uống mà vì miếng ăn mà mất đi cái đức hạnh của mình. Thì mới nói lên cho Nhan Hồi nghe. Nhan Hồi mới kể ra sự việc như vậy như vậy. Khổng Lão Phu Tử nói rằng chính mắt ta thấy mà còn không đúng sự thật, chứ đừng nói là nghe qua tai. Nên có những việc trong cuộc đời này thật sự mà nói nó trắng đen lẫn lộn, chúng ta không hiểu. Nên cái tuyệt vời nhất của cuộc đời con người chúng ta là người học Phật mỗi ngày là đặc biệt nhất, hiểu không? Càng phân tích thì càng phiền, có những việc càng giải thích thì càng phiền, thật sự mà nói. Nên chúng ta cứ ha ha là đặc biệt nhất cả đời. Nếu cả đời mà ha ha được thì quá tuyệt, thấy không? Vì về đây tuy là quý vị lên nghe nhiều đức nói chuyện rất là vui, nhưng mà xuống dưới có những việc quý vị cũng không được ha ha, hiểu không? Nhưng mà về đây quý vị đã vui quá nhiều rồi. Ở thế gian này cái gì nó cũng phải cộng trừ nhân chia, quý vị cũng chia sớt một chút. Tuy là quý vị tu học hướng đến Phật đạo, cảnh giới Phật đạo mở rộng, nhưng thật sự đối với cảnh giới ma đạo quý vị cũng đừng để họ đói hoàn toàn. Nên từ nơi đó mà quý vị phải cần có cái tâm hẹp hòi và sân si một chút. Để làm chi? Để nuôi cảnh giới ma đạo. Vì sao? Vì quý vị nghĩ đi, nếu mà không có cảnh giới ma đạo thì không khảo đạo được người tu chân thật. Nên Đức Phật và hàng cổ Phật cũng thị hiện trong cảnh giới ma đạo. Ai là cảnh giới ma đạo? Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là ai? Chắc chắn là cổ Phật. Nếu là không phải cổ Phật, vì sao thờ nào Đức Phật thị hiện thì có Đề Bà Đạt Đa mà cứ theo quậy Phật suốt? Nếu mà đã đọa vào tam đồ ác đạo, vậy tại sao đi ra được mà đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni? Thì chỉ có là cảnh giới ngang nhau, cổ Phật gặp cổ Phật, vậy thôi. 100%, hiểu không? Nên gọi là gì? Cảnh giới ma đạo khảo đạo người tu. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một cái kiếp của ngài tu, mà ngài là một vị tu hành khổ hạnh Ba La Mật. Thì trong cái thời cuộc đó có một ông vua gọi là vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi gọi là một vị vua bạo quân hung ác cực kỳ. Có một lần vua Ca Lợi đi vào trong rừng sâu để săn bắn, dẫn theo một nhóm tỳ tùng mỹ nữ đi theo. Thì vua đi đâu thì gái phải theo để phục vụ, hiểu chưa? Thì vua Ca Lợi săn bắn xong mỏi mệt thì bắt đầu là nằm nghỉ. Thì nhóm cung nữ này mới đi dạo xung quanh, thì thấy được một vị tiên nhân tu hành hạnh nhẫn nhục, thì mới ngồi nghe ông giảng đạo.
nghe say mê. Vua Ca Lợi thức dậy thì không thấy tất cả những cung tần mỹ nữ của mình đâu hết rồi. Ngài mới đi coi vòng vòng thì ngài thấy cung tần mỹ nữ của mình ngồi xung quanh nghe một vị tu hành giảng đạo, thì nổi cái tâm ganh tị và tức giận vô cùng. Bước đến hỏi: ngồi ở đây để làm gì? Thì Đức Thích Ca Mâu Ni là vị tu hành đó, nói là tu hành hạnh nhẫn nhục ba la mật. Tu hành hạnh nhẫn nhục ba la mật đúng không? Vậy thì làm cái gì cũng nhẫn được đúng không? Được. Làm gì cũng nhẫn được. Thì vị biết rằng là rút kiếm ra không cần nói nhiều, chặt tay, chặt chân, lóc thịt, gọi là như sử tử lăng trì. Muốn giết là giết, bảo quân mà, hiểu không? Vua mà, muốn giết là giết thôi, như là sử tử lăng trì. Khi mà ngài gần chết đi thì ngài phát lời nguyện rằng: tôi tu hành nhẫn nhục ba la mật, chưa có một người nào để tạo điều kiện cho tôi nhẫn đến đạt tới trình độ ba la mật. Nhưng hôm nay nhờ ông làm điều này đối với tôi mà tôi nhẫn được, thì tôi đã đạt được nhẫn nhục ba la mật. Khi tôi thành Phật thì người đầu tiên tôi độ chính là ông. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì quý vị biết ngài đi đến ngay giường nai, ngài giảng cho bốn anh em Kiều Trần Như nghe. Kiều Trần Như là người chứng quả đầu tiên, mà Kiều Trần Như là vua Ca Lợi của đời trước. Quý vị biết rằng nếu nói về sắp đặt về những vị Phật để thành Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni đi lùi lại phía sau của Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thành Phật trước. Nhưng mà nhờ cái hạnh nhẫn nhục ba la mật đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni vượt qua mặt Bồ Tát Di Lặc thành Phật trước Phật Di Lặc. Vậy thì quý vị thấy cái sự nhẫn nhục có thiệt thòi không? Không, không thiệt thòi. Nếu bây giờ kêu chúng ta tu các pháp đó chúng ta chịu không nổi. Như Xá Lợi Phất, quý vị biết rằng là tu 60 kiếp, 60 đại kiếp không đơn giản quý vị. Mà khi mà chứng quả rồi, mà trong một cái 60 đại kiếp đó đó nghe, thì có một kiếp của ngài cũng phát nguyện tu hạnh nhẫn nhục. Thì bắt đầu là ngài thể hiện là một vị tăng tu hạnh nhẫn nhục. Thì vừa phát tâm như vậy thì cõi chờ có người đến thử liền. Cõi chờ có người đến thử. Thì một chàng trai tự nhiên đi ngang khóc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: tại sao khóc như vậy? Nói: mẹ của tôi bị bệnh, mà bây giờ bác sĩ kê to thuốc là phải có một con mắt của một người xuất gia. Con mắt người thường thôi đã khó kiếm rồi, chứ đâu kiếm mắt người xuất gia. Có con mắt người xuất gia thì mới cứu được bệnh của mẹ tôi. Thì ngài Xá Lợi Phất này nói rằng: ta vừa phát cái nguyện bố thí ba la mật, có nghĩa là bố thí đầu tay chân bố thí luôn, vừa phát nguyện là có người đến, đúng là mừng thiệt. Được, được, được. Ta tặng cho một con mắt về cứu mẹ đi. Thấy không? Ta là người xuất gia nè, tặng cho con mắt về cứu mẹ đi. Rồi con mắt ta ngươi lấy đi. Thằng kia nói: trời trời, sao tôi dám lấy con mắt của ông? Lấy bậy bạ, ta bắt ở tù chết luôn. Ông cho thì tự ông móc đi. Quên. Thôi được rồi, để ta xử lý. Hiểu không? Thì ngài lấy một con mắt ra, moi con mắt. Con mắt gì? Lấy cái tay đâm vô, móc ra, sột. Hiểu không? Đem con mắt ra, móc con mắt mà ảnh, mà ảnh còn nói một câu gì nè: Xá Lợi Phất là tiền kiếp chứ không phải là cái kiếp của ngài, là Xá Lợi Phất nghe. Thì ngài nói rằng: thôi tặng một con mắt thì tặng mắt tay trái, chừa lại mắt tay phải xài. Hiểu không? Thì ngài móc con mắt tay trái ngài đưa. Xong vừa đưa cái thằng kia nói: trời ơi tôi quên.
trời ơi quên nữa. Bác sĩ nói là phải con mắt tay phải của người Quýt Gia. Mà đấy tôi quên nói con mắt tay phải. Bây giờ ngày mốt con mắt tay trái rồi, trời ơi tội nghiệp mẹ tôi, cứu làm sao được mẹ tôi đấy. Cái ngày sáng lại phát nói trời ơi cũng tại ta, thấy chưa, thấy người tu chưa, tại ta móc con mắt mà không hỏi nó chỗ con mắt nào. Móc đại móc càng con mắt tay trái, tính móc con còn con xài, bây giờ nó đòi con mắt tay phải, tại mình chứ không phải tại nó đâu. Thấy người tu thấy hay chưa, nói những câu chuyện này, kể câu chuyện này dù nó thêm mắm thêm muối cho quý vị, nhưng mà quý vị phải nhớ nó phù hợp vào cái chuyện tu hành của mình, nghe chưa. Xong ngài nói thôi được rồi, đã phát tâm thì làm cho chót luôn đi. Được rồi, vớt thêm con nữa, mù luôn. Mình đã quyết tâm bố thí mà làm tới luôn chứ sao. Thì móc thêm con nữa đưa. Thì ngài mù hai con mắt nhưng lỗ tai vẫn thính chứ. Thì bắt đầu vừa đưa mắt cho thằng đó. Thì thằng đó nói, gì có mắt người tu gì mà thấy ghê, tánh rinh. Mắt này mà chỉ bệnh cái gì. Liền cặp mắt xuống, lấy chân chà đạp. Thì lỗ tai ngài vẫn nghe cảm giác được cái điều nó làm như vậy. Lúc đó tức khắc trong tâm của ngài thối tâm. Thối tâm phát đại nguyện liền. Ghê chưa? Tại vì những bậc A-la-hán là tu hành tiểu thừa. Mà ngài muốn tu đại thừa bố thí. Tu đại thừa bố thí mà vừa vớt cặp mắt mà là thấy cái hạnh này dữ quá rồi. Mà nó dùng cặp mắt nó liền, nó chà đạp xuống luôn. Chữ ông luôn. Cuối cùng như vậy, những bậc tu hành như vậy, vừa mới bị như vậy thôi, vị biết rằng là chấn động tâm luôn. Trong tâm nó rồi, thôi. Hạnh đại thừa không phải đơn giản dễ bước vào. Thôi, ta biết an phận, quay về lo tự tu là tốt nhất. Ghê không? Kinh khủng không? Không phải đơn giản đó nghe. Thì tức khắc, chư thiên ở trên gãi hoa xuống nói, này tôn giả, đây là chúng tôi thử lòng tôn giả thôi. Thôi tôn giả cứ phát tâm đại thừa lại đi. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Quý vị thấy không đơn giản nghe quý vị. Còn quý vị đang tu pháp môn Tịnh Độ là tu pháp gì? Pháp đại thừa. Phải nói là đại thừa chứ không phải là đại thừa bình thường. Có nghĩa là ngoài Tịnh Độ quý vị chỉ dùng chữ đại thừa. Còn pháp môn Tịnh Độ này là đại thừa. Ba chữ đại. Vì sao dùng ba chữ đại? Vì là ba đời chư Phật đều phải tán thán Tịnh Độ. Vô lượng cảnh giới chư Phật đều tán thán Tịnh Độ. Đúng không? Ba đời là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, là đều tán thán Tịnh Độ. Nên chúng ta phải dùng ba chữ đại đối với Tịnh Độ. Thí dụ như có những cái pháp tu mà chỉ bậc thượng căn mới tu, có những cái pháp tu mà chỉ là bậc trung căn mới tu, hạ và trung không vô nổi. Nhưng kiên Tịnh Độ là thượng căn cũng tu, mà trung căn cũng tu, mà hạ căn cũng tu. Nên phải dùng ba chữ đại cho Tịnh Độ. Nhớ nha, cái này quan trọng á. Buổi chia sẻ này làm như Phật Bồ Tát gia hộ. Hiểu không? Nó gây dựng cái tín nguyện cho quý vị cực kỳ cao đối với Tịnh Độ này, quý vị thấy không? Chúng ta có nghèo sơ, nghèo sát, nhưng gặp Tịnh Độ là chúng ta không có nghèo. Không có nghèo. Vì cuộc đời vô cùng ngắn ngủi đi qua, thì mình đã được thành tựu con đường giải thoát làm Phật rồi, làm sao nghèo? Làm sao nghèo đấy quý vị? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà thôi ơi, cái nhân duyên này tuyệt vời lắm. Bốn ngày này mà đúng là ai kẹt mà không về được, đúng là chúng ta cũng phải hồi hướng cho họ một chút. Chứ nếu chúng ta nói tiếc cho họ thì họ uổng tội nghiệp họ. Thôi hồi hướng cho họ một chút, hiểu không quý vị? Ôi ôi, những đức nói bốn ngày này ở đây quý vị mà tu mà nghiêm túc, mà hành cái hạnh nhẫn nhục một chút nữa, đâu có kêu quý vị móc mắt. Đâu có chặt tay lóc da quý vị đâu. Đâu có làm đến mức này, vừa phát đầu phát tự lực. Hiểu chưa? Các ngài làm được, còn ta chỉ nhẫn một chút thôi. Mắt tiểu quá, đứng đợi một chút đi.
còn không chịu nổi chơi luôn, chơi luôn, chịu hết nổi rồi. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi, sao bây giờ? Nó bây giờ chị em đứng quá trời đông rồi, bây giờ mấy chị ơi, mấy chị thông cảm, tôi chịu hết nổi, mấy chị che giùm tôi tiểu tại chỗ này cái coi. Tôi ra cái chỗ mà giặt đồ á, phía sau cái chỗ giặt đồ đó đó, kêu nguyên một vàng người đứng bao xung quanh, rồi vô trong đó tiểu, rồi dội tiểu, rồi dội ngay chỗ luôn, nếu mà chịu không nổi, hiểu chưa? Tại vì sao nhẵn kiểu này không nổi, hiểu không? Chứ không đụng chạm ai nghe, cái làm vậy thôi chứ không đụng chạm người ta, không chửi mắng người ta, không bực bội người ta. Ý nói kia vậy là nhẵn ăn, nhẵn ngủ, nhẵn đụng chạm, nhẵn hơn thua. Còn cái chuyện mà dưới cái thân tứ đại thì có cái gì tiện bề thì cứ tiện đi, mở ra đó. Ngày nay chủ nhật ở lại đông nè, chứ không phải giỡn đâu, tối đêm nay ì ì nè. Nên tối đêm nay tặng máy là tặng bằng cách là phát theo cái niệm ngồi. Khi mà sắp niệm xong hết trơn, bữa nay mấy ổng sắp niệm sớm, sắp niệm xong hết trơn thì cứ là chiều nay là cái máy niệm Phật để chứ không à. Mà nếu mà tới giờ thì mất 1 tiếng, còn khi xong mất 1 tiếng. Bây giờ cứ rút thời gian lại bằng cách là để chiếc máy lên trên chiếc niệm để điều hết. Bởi vì vô ngồi là nhận luôn, rút thời gian lại, hiểu chưa? Đó, rút thời gian lại. Rồi mỗi một người như Đức để một cái bánh trên đó luôn. Để làm chi biết không? Các vị cứ nghĩ đi, mấy ngày nay mấy cô mà nó quá cực rồi, mà nó còn phải đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, rồi bây giờ nó phải xuống nhà bếp nữa thì tội cho nó quá. Nên những Đức mua 10.000 cái bánh để cho mỗi một người chúng ta dùng cái bánh uống nước đi, là bắt đầu lên xe hay đi về hay ở đây gì cũng dùng cái bánh uống nước là được rồi, văn bụng là được rồi. Mà lại Quan Âm mà an lạc sao không có ăn nhiều đâu. Những Đức nè, 4 ngày nay những Đức có ăn uống gì đâu, ăn có chút xíu xíu à, không có ăn cái gì được chứ mà no. Mấy vị thấy những Đức có ốm đâu mà mặt còn sáng nữa đó. Thấy chưa? Rõ ràng luôn mà khỏe. Vì thấy cái âm không, cái âm vọng chưa? Ôi đúng là Phật Bồ Tát giang hộ. Chắc quý vị nói chắc không có cái tiếng ai mà kỳ cục luôn, đúng không? Lạ đúng không? Tiếng ai mà sao lạ kỳ chả? Tiếng thầy Đức chứ tiếng ai. Hiểu không? Nó vậy thấy Phật Bồ Tát giang hộ. Cả đời chúng ta tin Phật Bồ Tát thì luôn luôn bình an. Như thế nào cũng tin, mà khang tiếng cũng tin nữa. Nhưng có tiếng thì đặt theo cái tin có tiếng, khang tiếng thì đặt vào cái tin của khang tiếng là nghiệp chướng của tôi, hiểu không? Nên từ nơi đó vị coi phải thù thắng không? Trời ơi, tối đêm nay này nghe, một trận quyết chiến. Hiểu không? Ồ, cơ hội đúng là một cái pháp hội lịch sử, không có giỡn đâu nghe quý vị. Sau này có người nhắc lại quý vị nói có tôi ở trong pháp hội đó đó. Sau này mà nguyên một cái vàng này về Cực Lạc hết luôn, chúng ta sẽ gặp nhau nói ô bạn. Bạn thấy chưa? Ôi tôi với bạn lễ cái pháp hội 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm kia, bạn về đây rồi kia, thấy chưa? Quý vị nhớ nha, tất cả những người ngồi ở đây và tất cả những người coi qua công đoạn này cũng kết duyên. Trong số lượng những người này ai giảng sanh cũng đều sẽ độ tất cả những người đã có duyên ở đây đều về Cực Lạc hết. Nhớ. Tại vì sao? Duyên thù thắng. Quý vị nhớ là khi chúng ta về Cực Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đến nước mình đó. Nhưng hạnh nguyện của Ngài vô cùng rộng lớn để dẫn dắt người ta đến tịnh độ để mà tu đó. Nên quý vị chỉ cần chân thật niệm một câu Phật hiệu là có Bồ Tát Quán Thế Âm, có Bồ Tát Đại Thế Chí, có tất cả hàng thánh chúng, tất cả những đệ tử của Đức Phật đều nằm trong câu A-di-đà Phật. Nhớ. Thôi tới đây thì nghỉ. 10 giờ rồi à, ngồi hưởng nghỉ nghe. Nguyện đem công đức này hướng về không
tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta giờ này cũng đi thực và phóng sanh ha. Đem toàn bộ cái công đức niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp và phóng sanh cũng đi thực. Chúng ta đem toàn bộ công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho tất cả những người hưởng được những cái công đức phước báo này đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật và nghiệp chướng tiêu trừ, tâm trạng được an lạc vui vẻ, và gia đình của quý vị sống được vui vẻ và hạnh phúc, biết tu hành để niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức, và trong gia đình mình có những người mà uống thuốc sâu hay treo cổ tự tử hay chết quan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện tất cả chư hương linh đó đều có được nhân duyên nghe được tịnh độ, về chùa nương vào ngôi Tam Bảo ở đây để chúng ta tu hành mỗi ngày đều được hưởng tài thọ thực, và được đại chúng tu hành hồi hướng cho mình, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nhất là chư hương linh thai nhi. Các con nên ở lại trong chùa tu hành, đừng có theo cha mẹ để đòi nợ, vì quan gia nên giải không nên kết. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng nếu chúng sanh nghe danh hiệu Ngài mà chịu niệm danh hiệu Ngài là A Di Đà Phật mà buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, thì chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Cực Lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến tập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nữ nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhất thiết tình không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự ngũ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến tập phương nhất thiết cô hồn thồng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cổng thành Phật đạo, an một lũng lăng ta bà ha, an một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, tiến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh, đọc tam quy y cho tất cả những chú chim này nghe. Cũng từng làm người mà mang cái tâm tham sân si, bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, tham lam của cải vật chất của người ta, nên mang cái tội ngu si, nên đời này làm loài súc sanh. Nên bây giờ được cái duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khi thả ra nên ở trong chùa và mỗi ngày nghe danh hiệu Phật, và khi bỏ báo thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. Chúc trưa nay ngủ ngon nha. A Di Đà Phật.